đang ở đâu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm là dịp để các công ty tìm kiếm địa điểm lý tưởng cho bữa tiệc tất niên. Với lịch trình bận rộn, việc chọn một nơi vừa ý giúp bạn có một buổi tiệc chu đáo và đáng nhớ là điều quan trọng. Và nhà hàng quán ngon là lựa chọn hàng đầu, được nhiều công ty và gia đình tin tưởng mỗi năm. Tọa lạc tại quận Tân Bình, nơi đây nổi tiếng với tiêu chí ngon, rẻ, đẹp. Không gian rộng rãi cùng hệ thống phòng tiệc sang trọng, quán ngon mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Với 12 phòng VIP riêng tư, sức chứa hơn 100 khách, được trang bị hệ thống âm thanh hiện đại, tạo không khí vui tươi, hào hứng. Đặc biệt, thực đơn của quán ngon vô cùng hấp dẫn với vô vàn món ăn thơm ngon được chế biến bởi các đầu bếp tài hoa. Mỗi món ăn không chỉ ngon miệng mà còn được trình bày đẹp mắt, chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi thực khách. Bên cạnh đó, quán ngon còn cung cấp dịch vụ tổ chức tại doanh nghiệp, tư gia với sự chuyên nghiệp và chu đáo, giá cả hợp lý, phù hợp với mọi nhu cầu. Và đây chính là điểm đến lý tưởng cho các bữa tiệc tất niên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hãy để quán ngon giúp bạn tạo nên một bữa tiệc trọn vẹn và ý nghĩa nha.